Hello, điện tử Tấm Hoa xin mến chào toàn thể các bác và anh em nhé. Tiếp tục một video clip ngắn giới thiệu đến các anh em nội thất của đôi loa PV TLS3 này, TLS3 các bác nhé, bass 30, sử dụng từ khoảng 12, côn này là dòng côn 5 năm, hàng bao nguyên zin cho anh em cặp PV TLS3 này. Quay hơi tối chút các bác thông cảm nhá. Đấy, hàng vừa về đây các bác này. Đấy, bát 30. Đấy, loa tình trạng nguyên zin các bác nhá. PV. Logo PV. Đấy, loa đẹp cáu cạnh. Đấy, hàng zin nguyên này các bác. Trời chất hết nước chấm các bác này. Đấy. Thì cái dòng PV TLS3 này nó sử dụng cái dòng tép thạch anh, tép thạch anh tép đôi. Đấy, dòng này tiếng rất trung thực các bác nhá. Đấy. Chất lắm các bác. Đấy, hàng bao nguyên zin. Đấy, thì em về được mấy đôi các bác nhá. Đấy, 115 HC này. Đấy. TLS3 115 thì nó dòng bát 40 các bác nhá. Đây. Đấy, 115 HC bát 40, hàng zin nguyên bản chất hết điểm luôn các bác. Đấy, hàng zin nguyên, giá 11 năm các bác nhá. Đấy. Đây là cặp TLS3. Đấy, tình trạng bao nguyên zin bao đẹp cáu cạnh đây các bác. Đấy, với giá đầu tư trên 9 một chút các bác nhá. Đấy, bác nào chốt cặp này liên hệ bên em. Đây là cái căng nguyên bản nó đây các bác. TLS3 các bác nhá. Đấy. Logo PV đây. Đấy. Căng lưới sắt các bác nhá. Đấy. Vâng, trên 9 một chút là bác nào có nhu cầu cặp với PV vị xịn TLS3 này liên hệ bên em. Đấy. Mọi nhu cầu mua sắm các anh em liên hệ theo hai số điện thoại 0974637646 hoặc 0918249265. Và địa chỉ ở bên em tại thị trấn Lê Lợi, thành phố Chí Linh, Hải Dương các bác nhá. Đấy, chiều cao của cái model này được thiết kế khoảng 60 thôi. Đấy. Bề ngang này cũng khoảng trên 40 này. Đấy. Sâu của thùng là khoảng 30 các bác nhá. Rồi ok, xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bác anh em ở những video tiếp theo nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.